Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hải Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh. Trong clip này, Hải Nguyễn trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác về một mẫu pin lạp đến từ thương hiệu Anydanger. Đây là dòng pin do Mỹ sản xuất và nhập khẩu chính hãng. Do vậy, khi các bác sử dụng rất an tâm về chất lượng cũng như về độ bền của dòng pin này đây là một dòng pin à, dùng được nhiều lần, tức là khi các bác dùng hết pin chỉ cần lạp lại thì có thể tiếp tục lại dùng một cách bình thường. thì với dòng pin này các bác có thể dùng cho các cái điều khiển của tivi hoặc là các cái máy đo huyết áp hoặc là các cái đồ chơi của trẻ em. đặc biệt với cái nhu cầu hát karaoke hiện nay thì rất nhiều hộ gia đình là dùng đến mic không dây mà mic không dây thường là xài pin cỡ như thế này do vậy các bác mà dùng pin một lần ấy thì nó rất tốn kém cũng như là cái việc mà các bác uh, mua nhiều lần thứ hai là, là khi mà các bác mà hát nhiều ấy thì chỉ trong một tuần thôi thì các bác có thể mất một dấu pin luôn có thể là một dấu pin này luôn nhưng với những dòng pin này các bác chỉ cần mua một lần thôi thì các bác có thể dùng từ 3 đến 5 năm mới phải mua pin khác và bộ pin này các bác lạp đầy thì có thể dùng được từ 20 tiếng đến 24 tiếng liên tục em nói lại nhé khi mà pin này được lặp đầy các bác có thể dùng được từ 20 tiếng đến 24 tiếng liên tục và nếu như các bác mà hát karaoke trong gia đình mỗi ngày hát hai tiếng thì các bác có thể dùng được 10 ngày nó tùy theo dòng bích ăn ít pin ăn nhiều pin và hết thì các bác lạp nó sẽ đầy thì đây là một cái bộ pin nạp combo đồng bộ cả uh, cốc lạp và pin nạp khi bọn em đập về thì nó sẽ đóng gói một cách cẩn thận như này bao gồm có một cái cốc lạp của nhà máy và có bốn quả pin thì trong đó có ba quả pin các bác nhìn thấy và một quả pin cho khuất ở khi mà các bác cho lạp vào cho pin vào lạp mà nó đói điện nó sẽ báo đèn màu đỏ và khi đầy nó sẽ báo đèn màu xanh và cái này dòng này tự động ngắt nhá, khi đầy khi lô nó sẽ tự động ngắt và khi mà pin bị đói thì lạp nó sẽ có bác sờ đây mà thấy nóng thì đó là một cái chuyện bình thường thôi nhé tức là khi nó bắt đầu nó điện mà cái ổ pin hết điện sâu ấy thì lạp vào nó sẽ vào xối xả và nó sẽ thấy nóng cái lạp này lóng lạp này là chuyện bình thường thì đây là dòng pin là có dung lượng là 2000 mAh và có thể bác lạp được 2100 lần thì với hỏng được với cỏ pin này và đặc biệt những những cái dòng mà pin lạp đi kèm với khúc lạp này thì bao giờ nó cũng tăng được cái tuổi thọ của pin lý do là nhà xuất đã tính toán dòng cũng như là vô lượng để cho cái lạp này luôn luôn làm cho của pin này nó sẽ lo pin khi nạp nó không bị đói điện nó khác với những cái nạp mà ngoài thị trường nó sẽ không đủ dòng hoặc là nó sẽ cái điện áp nó sẽ cao quá đôi khi được pin nó sẽ bị phồng ra hoặc là nếu mà đói điện thì nó sẽ bị chai pin thì với những cái bộ pin nạp như này thì nhà xuất đã tính toán cách rất cẩn thận làm sao cấp đủ dòng đủ điện áp khi cái pin này nó đầy nó sẽ cái nó sẽ tự ngắt và các bác khi đói điện bác làm trong vòng 8 tiếng thì nó sẽ đầy pin và đầy nó chuyển sang đèn xanh và nó đói chuyển sang đèn đỏ và khi lắp pin vào cốc lạp thì tất cả chiều dương này bác đều phải quay lên quay lên nhá và khi về khi mang về bác sẽ bỏ cái có một cái dây bóng nó sẽ ngăn giữa cái cực pin này với cái may lạp này thì bác bỏ vui lòng bỏ ra nhá đây là đơn vị cung cấp và nhập khẩu chính hãng bên trong có cáo nhá mã vạch Dòng pin này do Mỹ sản xuất Thì với dòng pin này Các bác có thể dùng được máy ảnh được Ok Ví dụ như những dòng pin con thỏ Các bác cho máy ảnh Bác không bao giờ ấn được một cái Nhưng với dòng pin này Bác chụp thoải mái luôn Hết lại, lại sạc Thì đây ngày nay em đặt được Tổng số là 30 bộ 30 bộ pin Và dòng pin này em bán rất là chạy à, Với cái giá chi phí ban đầu Nó rất hợp lý Là chỉ có 500 nghìn một bộ thôi 500 nghìn em báo ship bác nhé Và ừ. những bác mua pin này thì không cần phải cọc các bác cứ điện là em gửi thôi bởi vì nó cũng nhẹ thôi nó không có lặng vậy các bác có nhu cầu sở hữu về những cái dòng pin cao cấp như này bao gồm là bốn cổ pin và một một máy làm chỉ có mức giá là 500 trăm nghìn bác nhá pin xịn pin chính hãng luôn và em cam kết có thể đã dùng từ 3 đến 5 năm mới hỏng bên cạnh đó thì cũng đáp ứng cái nhu cầu của các bác mà bị mất pin thì ngày nay em nhập chục đôi pin rời của hãng Energy và pin này cũng có dung lượng Ampere là 2000 mAh. Đều của hãng hết nhá. Thì một đôi pin này là có giá 200 000 nghìn 200 000 nghìn bao ship và cam kết hàng xịn, hàng chính hãng do Mỹ sản xuất. Pin là AA2, từ 2A. 2000 mah 2000 mAh xin lỗi các bác. Đấy. Chắc là bàn luôn. Đây những bác có những bác điện cho em là bị mất pin. Thì vậy hôm nay em sẽ lấy thêm một số cái pin lẻ về để cung cấp cho các bác và những cái bộ pin uh, như này thì cơ bản em gửi đi thì không bao em phải test tức là gần như không có một con nào bị lỗi không có một con nào bị lỗi nhé từ trước đến giờ em bán đi nạp này và các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140 em giao hàng toàn quốc có thể nói pin chất lượng pin xịn nhé em hay làm pin xịn các bác dùng pin nạp này đã góp một phần vào việc bảo vệ môi trường bởi vì các bác dùng pin một lần đấy thì rất tốn kém một tuần có thể các bác mất thằng mấy chục đôi ngay đấy nhưng mà với một cái bộ pin như này các bác chỉ dùng mua một lần thôi có thể dùng được 3 đến 5 năm là vẫn vô tư anh Nguyễn chào các bác nhé